chiếc áo dài với mình nó không chỉ là chiếc áo mà nó còn là nét đẹp truyền thống, nét đẹp văn hóa mà mình cần phải giữ gìn. Tình yêu áo dài đã theo cùng chị Nguyệt và em gái suốt 20 năm làm nghề may. Ý tưởng thành lập cửa hàng áo dài không đồng được ấp ủ cách đây 4 năm, nhưng dịch bệnh khiến thời gian chính thức khai trương lùi lại vào mùng 8 tháng 3 năm ngoái. Đến nay, đã có khoảng 7.000 chiếc áo dài được trao tặng cho bất cứ ai cần đến. Có cả những người chưa từng được mặc áo dài trong đời. Mình chưa bao giờ mặc áo dài. Rất là có ý nghĩa, rất là phù hợp để cho những người mà khó khăn vì muốn mặc chiếc áo dài thật phù hợp với mình thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Không có phải là nói là áo dài không đồng mà đưa những cái áo dài tầm thường lên đây đâu. Đa dạng áo dài lắm, nhiều kiểu đẹp lắm, cô mặc cái này nói chơi tới cô rất là thích đó. Đa dạng lắm, kiểu nào cũng có, từ trẻ tới già. Hôm đợt vừa rồi là tặng là tới 50 bộ đồng phục cho các cô là không có điều kiện mấy áo dài, mà được chị đi đến từng cái khu nhà trọ và tặng cho các cô mừng, tặng là các ở đây may luôn, sẵn một bộ luôn, rất là đẹp. Hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng những chiếc áo dài nghĩa tình này, từ công nhân, những người già neo đơn, các chị em ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng cũng có hàng ngàn người đã sẵn lòng quyên góp chiếc áo dài của mình đến áo dài không đồng để cùng chung sức trao gửi một phần nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Họ xếp lại, họ giặt giũ rất là thơm tho, sạch sẽ, xong rồi gấp lại, bỏ vào một cái bao và đem tới. Có những cô bác lớn tuổi đến đây, bác đưa cô đến và tặng cho mình cái áo dài duy nhất mà kỷ vật từ hồi cưới tới bây giờ. Và cô bác nói rằng là cái này là hồi đó khó khăn lắm, phải mất 5 phân vàng mới được một cái áo. Và giữ mấy chục năm, bây giờ mang đến tặng và giữ là một chiếc áo. Nhưng với mình nó không chỉ rằng là giá trị một chiếc áo, mà nó còn là kỷ vật, nó còn là cái tình yêu thương gửi gắm vào chiếc áo. Là chủ của hiệu áo dài Hải Triều, dù nghề may gia truyền đang dần mai một bởi thiếu thợ thủ công, kinh doanh gặp khó khăn và đứng trước nhiều thách thức, song hai chị em chị Nguyệt tâm niệm cho đi là còn mãi. Bởi thế, cho dù tiệm may có phải đóng cửa, thì chị Nguyệt khẳng định áo dài không đồng vẫn sẽ được duy trì và trở thành cầu nối cho những tấm lòng muốn chia sẻ đến với những người cần và mong muốn có được chiếc áo dài, vẻ đẹp tự hào của dân tộc.